Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Ngày hôm qua chúng ta rất là háo hức khi được nhà phát triển game Supercell đưa ra một số thông tin về cập nhật thay đổi Halloween tháng 10 tới đây. Và để thuyết phục người chơi hơn nữa thì nhà phát hành đã đưa thêm một số thông tin rất là chi tiết cho chúng ta ở trong phần tin tức sự kiện các bạn nhé. Và nó sẽ giúp chúng ta hiểu thêm rõ hơn về những cái cập nhật sắp tới của mùa Halloween năm 2019 này. Và các bạn hãy theo dõi tới cuối video để có thêm thông tin chi tiết nha. Nếu thấy video này hay và hữu ích thì hãy ủng hộ mình bằng cách để lại một like, share, ấn vào đăng ký, subscribe kênh Akari Gaming, ấn hình chiếc chuông để nhận được những thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video các bạn nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu thôi nào. Let's go! Trong video dành cho cập nhật của nhà phát triển game ngày hôm qua được Supercell đưa ra thì chúng ta có thể thấy được một cái hình ảnh hé lộ loại lính mới cho bản cập nhật Halloween năm nay. Nếu các bạn để ý thật là chi tiết thì ở trong đấy thì có xuất hiện hình ảnh một hình ảnh bóng bay màu đỏ với quả 3 quả bóng bay đang bay lên ở cái khoảng không ở giữa Darien và Elno, chỗ xuất hiện dòng điện. Các bạn nếu mà để ý thì hãy thấy là cái bóng bay màu đỏ nó bay lên, nó phát nổ thì phát sinh ra các bộ xương. Nếu mình không nhầm thì đó chính là Skeleton Barrel, một thùng xương bay. Đây là loại đơn vị lính ở bên trò chơi Clash of Royals. Đơn vị lính sự kiện này đã có sự xuất hiện ở thời điểm Halloween năm ngoái cùng với người khổng lồ xương rồi các bạn nha. Đây là một đơn vị lính bay mà có thể kết hợp với nhiều combo khác nhau tạo nên điểm nhấn cho mùa Halloween ở trong Clash of Clans đây các bạn ạ. Xin chào các thủ lĩnh, tin tức cập nhật tháng 10. Trong trường hợp bạn bỏ lỡ video cập nhật dành cho các nhà phát triển của ngày hôm qua thì hãy nhớ theo dõi nó lại ở trên kênh YouTube của chúng tôi, cũng như là kênh Akari Gaming cũng có lồng tiếng bằng tiếng Việt rất là dễ hiểu rồi. Nhưng trước tiên thì có một số điều nhỏ không được đề cập ở trong video cập nhật dành cho ngày phát triển ngày hôm qua. Thứ nhất đó chính là Clash Game trò chơi hội. Có 3 loại thử thách mùa giải mới. Có 3 loại thử thách mùa mới. Đó là chiến thắng các trận chiến X bằng cách sử dụng phép thuật Y. Rồi thứ hai là chiến thắng các trận chiến X sử dụng quân đội Y. Và thứ ba là chiến thắng X các cuộc tấn công chiến tranh. Bên cạnh đó thì trò chơi hội còn có thêm cả nhiệm vụ hội sinh. Nếu bạn đã từng nhận một nhiệm vụ cho trò chơi bang hội nhưng mà lại quên mất nó hoặc bị gián đoạn và không thể quay lại kịp thời hoặc đơn giản là không thể hoàn thành nó, chúng tôi sẽ có thêm một tùy chọn mới để hồi sinh các nhiệm vụ đã hết hạn bằng cách sử dụng gem đá quý. Thứ hai về loot card xe chiến lợi phẩm. Xe chiến lợi phẩm giờ đây sẽ có một vị trí cố định ở bên cạnh lều của cửa hàng ưu đãi hàng ngày. Và nó sẽ không còn tồn tại ở các vị trí ngẫu nhiên xung quanh ngôi làng của bạn nữa. Thứ ba về căn cứ thợ xây Builder Bay. Thiết lập lại số cúp ở mùa giải đấu trận chiến đối đầu giờ đây sẽ được đặt lại thành 5.000 cúp thay vì là 4.000 cúp. Do đó, chúng tôi đang bổ sung thêm phần thưởng tốt hơn cho phạm vi 5.000 đến 6.000 cúp. Bên cạnh đó thì máy hút tiên dược và mỏ vàng giờ đây sẽ lưu trữ giá trị sản xuất ở trong 24 giờ thay vì là 12 giờ. Thứ tư về sửa một số lỗi nhỏ. Đồ vật trang trí sẽ không còn chặn các vị trí tấn công nhất định nhưng nó sẽ vẫn ảnh hưởng đến đường dẫn một chút xíu. Trí tuệ nhân tạo của đại quản giáo sẽ được cải thiện, vì vậy ông ta sẽ không dễ dàng rời bỏ nhóm của mình nữa đâu. Và để giảm cái hiện tượng bay trên các đám mây thì đã điều chỉnh giảm thời gian bảo vệ làng, cụ thể ở rank Titan 2 giảm từ 3 giờ xuống còn 2,5 giờ. Ở Titan 1 sẽ giảm từ 4 giờ xuống còn 3 giờ. Thứ năm, tóm tắt các video cập nhật dành cho nhà phát triển. Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ là chúng tôi sẽ xóa bỏ kênh trò chuyện toàn cầu phải không? Nhưng đồng thời chúng tôi cũng đang thực hiện một số thay đổi sẽ giúp cho quá trình tuyển dụng bang hội nó trở nên dễ dàng hơn một chút. Giới thiệu từ khóa cho người chơi và bang hội. Nếu là một người chơi thì giờ đây các bạn có thể chọn tối đa là 3 từ khóa phân loại về phong cách chơi của mình. Có tổng số 15 từ khóa được cho sẵn. Chúng sẽ được hiển thị công khai trong hồ sơ của bạn. Ở trong bang hội của bạn thì giờ đây cũng có thể lựa chọn tối đa là 3 từ khóa xác định lối chơi của đội bạn. Nhưng điều này sẽ được hiển thị công khai ở trong hồ sơ của bang hội và nó sẽ giúp người chơi đăng ký có thể biết trước nếu bang hội phù hợp với lối chơi đó của chính họ hay không. Chính hai điều này về lâu dài sẽ dẫn đến được đề xuất bang hội tốt hơn trong công cụ đề xuất của trò chơi. Còn đối với bang hội thì thủ lĩnh và đồng thủ lĩnh thì có thể mở ra cái menu để gợi ý người chơi cho bang hội. Vì vậy họ sẽ thấy một danh sách các tân binh tiềm năng. Đối với người chơi thì giờ đây các bạn có thể bật khả năng nhận lời của một bang hội khác ngay khi bạn đang ở trong bang hội của mình. Thứ 6, huấn luyện nhanh.
Số lượng vị trí huấn luyện nhanh đã được điều chỉnh tăng từ 3 lên 6 vị trí, tiết kiệm nhiều hơn các cài đặt quân đội yêu thích trước đó của bạn. Thứ 7 là về trò chơi hội thì nhận phần thưởng thêm từ bất kỳ cấp nào mà bạn đã mở khóa khi bạn đạt được số điểm cá nhân nhất định. Số điểm này có thể thay đổi và nó sẽ được đặt bởi chúng tôi. Đôi khi nó có thể là điểm tối đa và có khi lại là 75% hoặc là tương tự. Thứ 8 là thành tích mới. Thành tích mới mùa giải tốt để nhận điểm trong thử thách mùa giải. Thứ 9 đấy chính là hồi chiêu. Di chuyển bẫy hoặc tháp hồ quang điện Tesla sẽ không kích hoạt thời gian hồi chiêu khi chỉnh sửa ngôi làng của bạn. Và trong giải đấu huyền thoại thì bộ đếm thời gian hồi chiêu thay đổi mẫu bay sẽ được rút ngắn lại. Và trên đây là những cái thông tin chi tiết cho bản cập nhật Halloween sắp tới được nhà phát hành game chia sẻ cho chúng ta các bạn nha. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với một số trận thi đấu 3 sao bay khúc huyền thoại của mình. Với combo có sử dụng Hawk các bạn nha. Chúng ta hãy cùng đến với một trận thi đấu mà mình clear một nhà tha hồn mắc rồi các bạn ạ. Có tường tắt tờ loe rồi. King Queen cũng là gần mắc, còn King thôi. Đang đi Queen từ hướng 3 giờ. Và dòng điện thì cắt ở hướng 12 giờ các bạn ạ. Và mình đánh từ bên hông cái nhà này luôn. Đấy, đi Queen, đi cái hướng Queen bên này để đảm bảo cho Queen nó ăn được 2 sao. Chứ còn nếu mà thả dòng điện ở hướng từ 3 giờ về 6 giờ thì chưa chắc nó ăn được 2 sao đâu. Và trước mắt ở trên huyền thoại này là cứ phải nhắm được 2 sao cái đã. Và sau đấy là đàn Hawk của mình cũng xông vào trận chiến luôn. Cũng như là có đại quân Bolas với King và đại quản giáo rồi. Thả hồi máu cho Hawk nó có được thêm sức mạnh để tiêu diệt. Và thời điểm nó áp sát khu vực này là phải đóng băng ngay thôi các bạn ạ. Bởi vì cây Air Defense cũng như là cây Inferno nhiều tiền nó đốt đang rất đau. Và phải gồng luôn để đảm bảo cho đại quân. Bởi vì đang dính cả cái lốc xoáy với cả là Inferno nhiều tiền nó đang ăn là rất gắt. King còn chưa đục được tường vào phía trong nữa cơ. Và X-Bow của đội bạn đã để mặt đất cả. Và các bạn có thể thấy được lợi ích của những em Hawk bây giờ này vẫn đang triển khai cực kỳ gắt luôn. Cứu nguy là rất lớn. Còn cánh ở bên từ 3 giờ về 6 giờ thì đang Queen đang rất là nỗ lực rồi. Tấn công tát tờ loe luôn. Đây, các bạn có thể thấy là Queen nó áp sát vào chỗ này rồi. Vâng, nó đốt luôn cả em hồi máu là rất đau. Nhưng mà Queen chấp nhận thôi. Vẫn cố gắng bắn Wizard trước rồi mới chạy vòng về. À không luôn, vẫn buông luôn. Đấy, bị bom bay nó bay ra đây nó ăn hết cả là hồi máu rồi. Vâng, cái Inferno một tia nó để được bịt ở trong quanh khu vực tường kia nó rất là khó. Vâng, không biết cái trí tuệ nhân tạo của Queen sau cập nhật Halloween lần này thì nó có thay đổi không. Chứ còn như cái tình huống này thì đúng là không đỡ được. Vâng, PK nó còn thông minh hơn nhiều. Còn biết đi vòng với cả Bowsler ném đá cũng thế. 40 cúp êm lắm. Ở trận thi đấu này lại vỡ ngay một thanh niên là 4 ô vuông các bạn ạ. Vâng, đặt X-Bow nhà chính rồi là pháo đại bàng ở trong một cái vòng có cả tường nó vây kín lại và tạo thêm khoảng cách để cho đại quân khó tiếp cận. Vâng, ghét cái mẫu bay này là phải đập ngay. Thả Queen từ hướng 9 giờ và có một dòng điện từ hướng 12 giờ đi xuống các bạn ơi. Mình đánh cái hướng này là bởi vì có rất nhiều công trình phòng thủ. À không phải là công trình mà nó dễ được tiêu diệt để đạt được phần trăm cao. Bởi vì những cái mỏ này nó dễ đánh hơn. Nó không mất quá nhiều thời gian khi thả quân để câu giờ cho cái đại quân nó áp sát vào khu vực pháo đại bàng. Để thêm một bình hồi máu cho đội quân Hawk ăn xong pháo đại bàng rồi các bạn nhé. Và nó đỡ biết bao nhiêu luôn. Liên tiếp là những bình hồi máu nữa cũng đã được thả. Và mục đích là ăn được cái cây Inferno nhiều tia này là đại quân của mình là cực kỳ khỏe rồi. Và ở chỗ gần để cho đại quân xông vào cái khu vực nhà chính thì phải thêm bình cuồng nộ. Mà gồng luôn cho nó chắc ăn khi bị dính phải cái bẫy lốc xoáy. Và cây Inferno nhiều tia nó đốt thì nó ảnh hưởng chết mất đám ném đá của mình. Phải bịt khẩn trương thôi. Và sẽ bò đã tiếp cận ở khu vực nhà chính là thêm một bình cuồng nộ. Và đóng băng nhà chính lại đã ăn hai nháy cái đã. Còn cái khu vực ở cây Inferno nhiều tia kia thì nó đốt một chút xíu thì đại quân bên này vẫn còn hồi được sức. Còn Inferno một tia nó đốt thì mới gọi là đau. Nhưng mà tiêu diệt được rồi thì êm lắm. Và cánh quân từ hướng 12 giờ về 3 giờ thì là rất nhiều Barbarian đã được đẻ ra rồi. Phía bên dưới từ 6 giờ về 3 giờ thì Super Queen PK vẫn đang phát huy tác dụng là cực kỳ chất chơi rồi. Và gặp một đống cái bom bay màu đỏ ở đây.
May mà Queen tỉnh đòn nó quay lại ăn trước cái đã. PK thì cứ việc xông lên phía trên. Rồi, máu đang còn xanh thì ăn cái đống này thì rất nhanh. Một phát, hai phát này. Rồi PK cố lên em ơi. Vâng, các bạn có thể thấy là PK kinh rồi, là quản giáo tiệc tùng đã hoảng sao bay đầy trời hết rồi. PK chém xong thì cũng về quy tiên. Ôi trời, rất may pha gồng đấy nó không dính bom. 40 cúp nữa các bạn nha. Như vậy trong video ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu cho các bạn một số thông tin cho đời cập nhật sắp tới về rất là chi tiết rồi các bạn nhé. Và nếu các bạn muốn có thêm thông tin chi tiết nữa thì hãy đăng ký kênh Arcady Gaming, ấn mình chiếc chuông để nhận được những thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video các bạn nhé. Và bây giờ mình đi đây. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới về thông tin cập nhật cực kỳ nóng hổi nha.